Nhắc tới Nhật Bản, mọi người luôn có một ý nghĩ dùng hàng Nhật rất bền. Từ các sản phẩm quần áo cho đến đồ điện tử, đồ gia dụng, các sản phẩm từ xứ sở hoa anh đào lúc nào cũng là sự lựa chọn hàng đầu, và laptop cũng không phải là ngoại lệ. Được hoàn thiện bởi chất liệu cao cấp, hai mẫu laptop Fujitsu Linebook E459 và E559 tới từ Nhật Bản là sự lựa chọn cực kỳ phù hợp cho đối tượng là dân văn phòng cũng như là nhân vật chính ở trong video ngày hôm nay. Thực tế ra thì cái mẫu laptop Fujitsu dành tới cho những cái dân văn phòng, và cái thứ hai nữa đó là những cái người thường xuyên phải đi làm việc này hay những cái doanh nhân, thì đây là mẫu laptop hướng tới những người dùng như vậy. Đương nhiên những người dùng cơ bản họ vẫn có thể mua được và không có bất kỳ một vấn đề gì cả. Thì ở đây mình đã có hai cái mẫu laptop, một phiên bản 15 inch và một phiên bản 14 inch. Thì cả hai cái mẫu laptop này sẽ chỉ chênh nhau duy nhất 1 triệu đồng. Vậy thì 1 triệu đồng đấy có những gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ nói tới cái mẫu laptop 14 inch đi. 14 inch để cho dễ mở. Thì đây, về mặt hình thức các bạn có thể nhìn được. Đây, mình sẽ cầm xoay các góc cho các bạn. Và đây, một mẫu laptop trông nó giống như các mẫu laptop bình thường thôi. Thế nhưng, đấy chỉ là vẻ bề ngoài khi các bạn nhìn thẳng mặt trước. Thì ở đây sẽ có logo của Fujitsu. Thế nhưng khi các bạn lật ra mặt sau đây, khi các bạn lật ra mặt sau thì gần như các bạn sẽ không thể nào bắt gặp được cái kiểu thiết kế này trên tất cả những mẫu laptop bây giờ. Laptop bây giờ kiểu kín hết rồi, các bạn không thể nào mở ra được, nâng cấp được nhiều hơn nữa. Thì cái mẫu laptop Fujitsu phiên bản 14 inch và kể cả phiên bản 15,6 inch nữa đều có thể tháo được pin rời, và các bạn có thể thay pin nóng được. Nếu như chẳng may ở công ty các bạn hai người dùng laptop Fujitsu mà một người cần mang laptop đi làm việc mà quên mất lại chưa sạc được cái cục pin ấy, thì có thể mượn cục pin của người bên cạnh lắp vào, hoặc bạn mua cục pin dự trữ lắp vào cũng hoàn toàn ổn. Và ngoài ra nữa, có một cái khu vực này nếu mình đoán không nhầm thì đây là khu vực để nâng cấp RAM và SSD. Một chút nữa thì mình sẽ mở hẳn hai cái mẫu laptop này ra để xem thực tế nó có phải là như vậy không. Và mình sẽ tiếp tục nói về cái thiết kế bên ngoài. Thì ở bên cạnh trái chúng ta sẽ có cổng VGA. Một mẫu laptop bây giờ còn cổng VGA là cực kỳ hiếm luôn, tức là mới sản xuất ấy, là rất ít các mẫu laptop có cổng VGA, và có cả cổng USB Type-C nữa, gọi là tân cổ giao duyên, kiểu mới cũ đều có đủ hết. Và cổng USB Type-C này sẽ hỗ trợ giao thức USB 3.2 và sạc, bạn có thể sạc được qua mẫu laptop này, hoặc là kiểu là bạn cắm sạc qua cho điện thoại. Thì cổng USB Type-C này hỗ trợ giao thức Power Delivery, một cổng USB Type-A. Còn ở bên cạnh phải các bạn sẽ có cổng mạng LAN RJ45, một cổng HDMI và một cổng USB Type-A nữa, có đây jack audio combo. Mình sẽ nhấn mạnh lại một chút thì đây là một laptop dành cho doanh nhân, và một doanh nhân sẽ thường xuyên phải trình chiếu, và việc trình chiếu của họ sẽ đến những nơi nào mà trang bị những thiết bị mới thì đồng ý họ sẽ có kết nối qua cổng HDMI, không vấn đề gì cả. Thế nhưng qua những nơi mà kiểu máy chiếu mà chưa xịn nhất, có thể họ sẽ dùng cổng VGA này sẽ cực kỳ tiện lợi. Còn bây giờ thì mình sẽ mở cái mẫu laptop này ra. Thì đây, mình hoàn toàn có thể mở được mẫu laptop này. Đấy, nó mở được lên tận đây gọi là 180 độ, ngửa hẳn ra bàn rồi. Nó sẽ mở ra được cái nhiều cái tư thế làm việc hơn. Và khi nhìn vào phần viền bên trong của màn hình đây, đây khi nhìn vào viền bên trong của màn hình, các bạn sẽ thấy hai cạnh viền này nó hơi mỏng một chút, còn cạnh trên nó sẽ hơi dày. Thì với cạnh trên này sẽ được đặt webcam và microphone tích hợp. Và chất lượng webcam theo như mình đánh giá là chất lượng cực kỳ ổn, nếu có thể sử dụng để làm thoại. Và logo của Fujitsu, đấy, bản lề kiểu hai bên. Và chuyển xuống khu bên dưới, đây là khu vực bàn phím, và hai bên trên đây sẽ là hai giải loa này cho chất lượng âm thanh tương đối ổn để sử dụng. Và cái phần bàn phím này, đây là một laptop 14 inch, thế nên ấy, ở cái phần bàn phím này nó sẽ không có cụm phím số. Thế nhưng chất lượng khi mình gõ mẫu bàn phím này mình cảm thấy hoàn toàn ổn, nếu có thể sử dụng trong một thời gian dài gõ văn bản hay làm soạn thảo không vấn đề gì cả. Còn nếu bạn nào quan ngại về vấn đề kiểu bị flex, kiểu bị ọp ẹp đây, các bạn phải ấn thật mạnh thì khi đấy nó có hiện tượng flex, còn khi sử dụng thông thường sẽ không có bất kỳ một vấn đề gì cả. Và phần bên dưới, ở đây là phần trackpad. Trackpad này mình thấy hình như được làm từ nhựa đồng bộ với chất liệu của máy, cũng được tách biệt phím chuột trái và chuột phải. Và cái phần phủ hai bên này, một lớp phủ sần. Mình sờ đầu tiên mình tưởng là lớp phủ carbon cơ, nhưng mà đấy là họa tiết phủ sần thông thường thôi. Và một dòng chữ nữa, đấy chính là tên của mẫu laptop này. Thì đây là sơ qua tổng quan về cái mẫu laptop Fujitsu phiên bản 14 inch. Bây giờ thì mình sẽ nói sang cái phiên bản 15 inch. Phiên bản 15 inch này nó sẽ đắt hơn phiên bản 14 inch 1 triệu đồng. Và mới 1 triệu đấy các bạn sẽ có thêm một số các nâng cấp nữa. Thì bây giờ mình sẽ trình bày cho các bạn nâng cấp đấy nó là gì. Đây, nâng cấp về mặt cổng kết nối, nó giống hoàn toàn nhau, không có bất kỳ khác biệt gì cả. Thế nhưng, đối phiên bản 15 inch, ở bên cạnh phải, các bạn có thêm một cổng DisplayPort.
đúng không ạ? Một cổng DisplayPort full size luôn, không phải là mini DisplayPort thông qua cổng USB Type-C. Đây là cổng DisplayPort full size luôn. Rất hiếm các mẫu laptop trong tầm giá hoặc thậm chí đắt hơn được trang bị cổng DisplayPort như này. Thì với cổng DisplayPort thì các bạn hoàn toàn có thể cắm ra màn hình rời để sử dụng thêm, bởi vì cái mẫu màn hình của hai mẫu laptop này chỉ là màn hình kiểu 14 inch và 15.6 inch thôi, có thể là chưa đủ dùng với một số người, và tấm nền bên trong là tấm nền TN thôi. Và cái kích thước thì đấy, mình đã nói rồi. Và cái chất lượng hiển thị khi mà mình sử dụng ấy, mình cảm thấy mặc dù chỉ là tấm nền TN, thế nhưng khi so với mẫu laptop khác trong tầm giá, mình thấy cái mẫu màn hình này, hai mẫu màn hình, nó vẫn cho mình cái trải nghiệm sử dụng tương đối ổn. Bởi vì trước khi được giảm giá, hai mẫu laptop này gần chạm đến gọi là phân khúc gọi là trung cấp cao cấp, kiểu trung cấp cao cấp, cận cao cấp đấy, nói chung chuẩn chuẩn gọi là hai mẫu laptop này cận cao cấp, và bây giờ đã giảm giá xuống để phù hợp với rất nhiều người dùng đấy sử dụng được. Và đây là cái mẫu laptop 15 inch, và khi mình mở ra đây, các bạn đã có thêm được cái cụm phím số rồi, cụm phím số để có thể nhập liệu văn bản. Và ở đây cái phần trackpad thì nó vẫn vậy thôi, nó sẽ to hơn so với phiên bản 14 inch một chút, và vẫn có những cái phần phủ kiểu giả carbon. Và lật đến mặt sau đây, khi lật cái mặt sau vẫn giống hệt, viên pin các bạn vẫn có thể thay rời được. Và trên cùng đây, cả hai mẫu laptop đều có. Thì đây là một cái cổng để các bạn nâng cấp thêm cả USB Type-A gì. Cái này phụ kiện do hãng bán kèm theo thôi. Thì một chút nữa thôi, mình sẽ mở cái mẫu laptop này ra, và mình nghĩ mình sẽ mở cả hai. Và đầu tiên thì mình sẽ mở phiên bản 15 inch trước nhé. Và để mở được mẫu laptop, đương nhiên các bạn sẽ phải chuẩn bị đầy đủ các phụ kiện, và cái thứ hai nữa, và một cái thứ gì đó để các bạn có thể đựng được ốc. Chứ không cứ mỗi một lần tháo ra lắp vào, các bạn sẽ dư ra vài con ốc, tháo ra khoảng chục lần các bạn sẽ có một cân ốc để bán đi. Cái đấy thì chắc chắn là không thể phải rồi. Đầu tiên thì mình sẽ phải tháo pin trước, và tháo pin ở đây đằng sau nó có hướng dẫn nhé, các bạn phải dùng hướng dẫn thì mới mở được pin. Mình thì lần đầu tiên sờ vào mình cũng không mở được pin ở đâu, về sau phải xem hướng dẫn thì mới mở được. Thì đây là viên pin theo như dung lượng mình đang thấy ở đây là viên pin 50W, và theo trải nghiệm cá nhân của mình, viên pin này hoàn toàn có thể đáp ứng được một ngày làm việc, cho nó mỏng như này thôi, nhưng đáp ứng được một ngày làm việc và đi kiểu từ sáng đến tối hoặc đi công tác nguyên một ngày thì làm kiểu hai cục pin như này là hoàn toàn ổn. Bây giờ mình sẽ để cục pin ra ngoài để có thể mở được. Và cái mẫu laptop này có rất nhiều ốc. À đây, mình có nhìn thêm ở trong đây nữa, hình như đây là một khe thẻ SIM nữa, đúng là kiểu một laptop cho doanh nhân, kiểu có đến từ Nhật nữa, đầy đủ các thứ để từ A đến Z luôn. Và giờ mình sẽ mở tất cả con ốc ra. Rồi, và khi mình mở ra được thì ở đây đang có lót một số cái để có, mình nghĩ là để tản nhiệt thôi. Và đây các bạn sẽ được lắp sẵn một SSD M2 256GB. Các bạn còn trống ở đây nữa, mình không rõ đây là kiểu khe M2 Wi-Fi hay là bất kỳ một khe gì. Một chút nữa thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Thì các bạn sẽ có hai khe RAM, hai khe RAM đều đây kiểu đều được che chắn rồi. Đây mình sẽ tháo một thanh RAM vào cho các bạn. Các bạn nâng cấp RAM chỉ việc tháo cái khe ấy ra xong nhét RAM vào, thế là xong, tương đối nhanh và đơn giản. Và RAM máy được lắp sẵn, đây là RAM đến từ Samsung. Và đây là RAM 4GB. Đây, một thanh RAM Samsung 4GB. Bây giờ mình sẽ lắp vào. Không, mình sẽ để ra ngoài thôi. Mình sẽ để ra ngoài và mình sẽ tháo thêm các thành phần linh kiện nữa. Và trong cái lúc mình tháo ra, mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cấu hình của cái mẫu laptop này. Và bây giờ thì mình sẽ tháo nốt SDM2 ra. Và việc tháo cái mẫu laptop này ra, mình thực sự là kiểu hơi ngạc nhiên đó, bởi vì đa số các mẫu laptop khi mà mình tháo ấy, kể cả khi mình tháo hết ốc rồi thì chưa chắc đã kiểu hơi rời rời ra một chút như thế này. Bởi vì nãy mình sờ vào mình không hề cảm thấy sự op ẹp gì cả, cũng do một phần bởi vì laptop của Nhật mà được trang bị rất nhiều ốc. Mình tháo đây được một đống ốc rồi mà mới hết được đấy. Bây giờ mình sẽ nhấc được cái phần, mình sẽ nhấc dần dần ra thôi. Đây đấy, nhấc rất dễ dàng mà các bạn không phải cậy gì cả. Thì ở đằng sau đây rất sạch sẽ, rất sạch sẽ và nhiều các cái mối để các bạn có thể bắt ốc vào. Đây, để các bạn nhìn này. Nói chung là nó tương đối sạch sẽ đấy. Đẹp nữa. Ok, dù sao là hàng Nhật mà, anh em luôn thích hàng Nhật, kể cả mình. Và đây là phần bảng mạch của
mẫu laptop này. Thì ở đây rõ ràng đây là phần trackpad rồi, không phải bàn cãi nhiều. Có các cái cáp kết nối nữa. Ở đây là khu vực khe thẻ SD. Đấy, vừa nãy thì mình quên mất mình không nói cho các bạn. Thì ở bên dưới cạnh dưới của máy sẽ là khe thẻ SD, không phải micro đâu. Đây là khe thẻ SD full size luôn. Và trên khu vực này, đây là khu vực đặt hệ thống tản nhiệt và phần bo mạch có pin CMOS. Thì phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Intel Core i5-8265U. Thì cái mẫu CPU này nó là mẫu CPU thế hệ 8, thế nhưng cái hiệu năng của nó vẫn rất ổn. Và hệ thống tản nhiệt bao gồm một quạt nhỏ, một ống đồng. Bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ nhấc thử ra để cho các bạn nhìn thấy. Còn ở đây nữa là đây là khu vực đặt rất nhiều các kết nối để có thể nối được các phần bảng mạch với nhau. Nói chung là nó tương đối kiểu mình hơi ngạc nhiên một chút đấy. Bởi khi mình mở ra mình thấy nó rất gọn gàng và được kết nối qua cáp, không phải gây khó dễ cho người dùng khi nâng cấp. Đương nhiên CPU thì hàn chết trên main rồi, không thể nâng cấp được. Bây giờ mình sẽ tháo bớt các thành phần linh kiện khác ra để cho các bạn thấy. Và đây, mình đã nhấc được cái hệ thống tản nhiệt ra. Đây là cái quạt trông kiểu hơi bé bé, trông kiểu tí hon bởi vì cấu hình không quá cao mà. Nhưng mà đây nữa, đây là cái heatsink tản nhiệt cho khu vực CPU và iGPU. Cái phiên bản này thì chắc chắn là không có cả đồ họa rời rồi. Đây, trông cầm kiểu tương đối mỏng thôi, kể cả ống đồng này, trông cực kỳ mỏng luôn, kể cả các cái lá nhôm nữa, các lá nhôm tản nhiệt cũng mỏng nữa. Đây là một phần lý do tại sao mặc dù là một mẫu laptop kiểu dạng module có thể tháo lắp nâng cấp rất dễ dàng, thế nhưng cái độ dày của laptop lại không quá dày, có thể nói là mỏng nếu như so với mẫu laptop mà có khả năng nâng cấp gần tương tự như này. Và ngoài ra nữa thì nhìn các thành phần linh kiện này, mình nghĩ là mình sẽ không nhấc cả cái bảng mạch này ra nữa đâu. Vì mình đã gần như giới thiệu cho các bạn hết những gì mà một mẫu laptop Fujitsu phiên bản 15.6 inch này có rồi. Đây, cái khu vực cái màu trắng trắng này là để chống sốc cho SDMA2, tương đối là cẩn thận cho người dùng. Bây giờ mình sẽ lắp một số các linh kiện này vào và mình sẽ mở phiên bản 14 inch ra để đối chiếu với phiên bản 15 inch này, xem 14 inch và 15 inch khác nhau ở những điểm nào. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái mẫu laptop 14 inch. Nói chung là nó trông nó bé hơn hẳn khi so với laptop 15 inch. Nó như thường lệ, chúng ta vẫn cần tháo pin ra đầu tiên. Cách tháo cũng đây, tháo pin đầu tiên. Và viên pin trên cái mẫu laptop này, uầy, pin có dung lượng bằng nhau à? Đợi một chút thì mình sẽ lấy ra để đo thử xem hai viên pin này có bằng nhau không. Đây là mình đã lấy lên được hai viên pin rồi. Và hai viên pin thực sự là bằng nhau luôn. Mình nghĩ là một viên pin to, viên pin bé cơ. Thế nhưng mà đây là hai viên pin bằng nhau. Lại càng một lý do để các bạn giới thiệu cho những người trong công ty mua laptop của Fujitsu, mua về và sử dụng, kiểu khi nào cần thì lấy pin của nhau để thay vào. Và giờ thì mình sẽ như thông thường thôi, tháo ốc ra. Ở đây thì mình đã tháo hết ra được rồi. Trông cũng tương tự như mẫu laptop 15 inch kia thôi. Các bạn sẽ có một ổ SSD đến từ Western Digital 256GB. Bây giờ mình sẽ nhấc cái ổ SSD này ra để thuận tiện cho cái việc tháo lắp tiếp. Rồi, mình sẽ nhấc ổ SSD ra. Và phần RAM, ở đây thì mình nghĩ vẫn là RAM, một thanh RAM 4GB thôi. Mình không nghĩ là mẫu laptop này sẽ kiểu lẻ ra một thanh RAM 8GB. Biết đâu bất ngờ nhỉ. Đây thì mình sẽ nhấc thanh RAM ra để xem đến từ thương hiệu nào. Và RAM vẫn đến từ Samsung. Và đây vẫn là thanh RAM 4GB, chip nhớ một mặt. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhấc nốt cái phần linh kiện còn lại ra để tiếp cận vào khu vực bên trong. Rồi, mình đã mở được mẫu laptop 14 inch ra. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ở cái khu vực đây. Nói chung là mình thấy giống nhau, giống hệt nhau thôi, không khác gì cả.
được gọi là che chắn hầu hết ở các vị trí. Các bạn có thể nhìn thấy ở rất nhiều các vị trí ở đằng sau vỏ máy này đều che chắn khu vực đặt ốc ấy, khu vực các bạn vặn siết ốc ấy thì đều được kiểu che chắn đầy đủ hết để làm sao cho không hề ảnh hưởng tới máy khi các bạn siết ốc hay là các bạn tháo ra và mở vào. Và khu vực bên trong gần tương tự khi so với cái phiên bản 15 inch, chỉ một điều duy nhất là cái phiên bản 14 inch này sẽ không có cổng DisplayPort thôi, còn đều giống hệt nhau, không khác gì cả. Ở dưới khu vực đây là khu vực đặt trackpad, bên trên là khu vực đặt CPU. Mình nghĩ mình sẽ không tháo ở đâu, bây giờ thì mình sẽ mang phiên bản 14 inch và 15 inch đặt cạnh nhau để các bạn nhìn thấy bảng mạch của hai cái mẫu laptop này nó sẽ như thế nào. Thật sự thì khi mà mình ngồi mình ngắm một hồi lâu ấy, mình cảm nhận được hai cái mẫu laptop này không có điểm gì khác biệt cả. Về phần thiết kế giống hệt nhau thôi. Riêng khu vực đây, khu vực dành cho mẫu laptop 15 inch thì sẽ dài hơn một chút để có thể đặt được cụ phím số. Chỉ cái cáp dài hơn thôi và có thêm nữa là một cái cổng DisplayPort nữa. Và ngoài ra thì đây mình có thấy một con chip nữa. Con chip này mình cũng chưa search được là chip này có tác dụng gì. Và các bạn đã được lắp sẵn kiểu là một cái khe, đã được lắp sẵn kiểu đây là cái chip này là mình đến từ Intel, sẽ có cả Bluetooth và Wi-Fi rồi. Thì mình nghĩ đây sẽ là một khe M2 nữa để các bạn nâng cấp. Thì cái mẫu laptop này sẽ có hai khe M2. Rồi hai khe M2. Khá ổn so với mẫu laptop kiểu doanh nhân để có thể nâng cấp được. Nâng cấp được 2 SSD, nâng cấp được thêm RAM. Mở dạng rất dễ dàng và việc thay thế và sửa chữa theo như mình thấy là cực kỳ đơn giản. Bởi vì nếu như các bạn hỏng ở khu vực thẻ nhớ này, với mẫu laptop mà kiểu đầy hết cả bảng mạch kiểu hàn hết chung vào với nhau thì gần như các bạn sẽ phải sửa chữa hàn vào đấy hoặc là thay bảng mạch. Còn đối với mẫu laptop đến từ thương hiệu Fujitsu này thì nếu như các bạn bị hỏng và nếu như trong trường hợp mà các bạn mua được linh kiện thay thế, chỉ việc gọi là ngắt cáp kết nối ra xong cắm vào, gọi là cắm vào phát nó lên luôn đấy, kiểu kiểu vậy, tương đối đơn giản và dễ. Còn bây giờ thì mình sẽ lắp cái mẫu laptop này vào để có thể review tiếp cho các bạn. Và vừa rồi thì mình cũng đã lắp được hai cái mẫu laptop này vào và mình có một số cái nhận xét như này. Hai cái mẫu laptop này tháo lắp cực kỳ đơn giản và dễ dàng và chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng thừa ốc khi tháo ra và lắp vào như cái tình trạng mà mình vừa nói ở đầu video. Và vì việc mở ra ấy, đây các bạn thì thấy việc đây mình mở mẫu laptop này ra thì không phải nói rồi, đây nhá, mình tháo ra và lắp vào rồi và việc mở ra vẫn rất bình thường, không hề có bất kỳ một tiếng gì, tiếng động gì khi mà mình tác động tới cái mẫu laptop này. Thì đây là một cái có lẽ là hãng đã hướng tới, đã nhắm tới là người dùng có thể nâng cấp được rất dễ dàng và việc tháo ra lắp vào thay thế các linh kiện không xảy ra bất kỳ một tình trạng gì cả. Và cuối cùng điều mà các bạn quan tâm nhất đó chính là về phần mức giá. Thì hai cái mẫu laptop này có mức giá loanh quanh khoảng 15 triệu đồng. Mẫu laptop 15.6 inch sẽ đắt hơn mẫu laptop 14 inch khoảng 1 triệu đồng và hướng tới đối tượng là những người làm văn phòng, doanh nghiệp cần trình chiếu nhiều, mang đi mang lại với các tính di động cao, thời lượng pin ổn định, ấn tượng, độ bền thì không cần phải bàn cãi nữa, bởi vì đây là một mẫu laptop tới từ Nhật Bản mà gần như tất cả những mẫu laptop nào ở trong phân khúc có thiết kế tương tự này thì độ bền chắc chắn nó sẽ không thể nào bằng được cái mẫu laptop này. Và hiện tại khi các bạn mua hai cái mẫu laptop này tại Alphard, các bạn sẽ nhận được một gói quà bao gồm một thanh RAM 4GB được bảo hành 36 tháng, ba lô đựng laptop của Alphard, tủ chống sốc, chuột không dây, bàn di chuột và bộ vệ sinh laptop. Và hai cái mẫu laptop này sẽ được bảo hành 12 tháng. Và nếu như các bạn có quan tâm tới hai sản phẩm này thì đường link mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu như các bạn mà chẳng may chưa đủ tiền thì bên mình có hỗ trợ trả góp 0%. Đừng quên bấm like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Alphard Converter để không bỏ lỡ bất kỳ một video clip nào chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.